Hello mọi người nha. Hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một mẫu guitar giá rẻ bên em. Đây, form dáng rất là trẻ trung, rất là phù hợp dành cho học sinh sinh viên cũng như mọi lứa tuổi khi mới tập chơi guitar nha. Con này tập thì khỏi bàn bàn rồi. Đây Fender, đây mã số của nó đây. Mã số nó là Fender CD50C nha. Anh chị cần thì cứ liên hệ cho bên shop em đọc mã là nhân viên bên em tư vấn nha. Mẫu này là bên shop em mới 100% nha chị. Shop em là địa chỉ là 568 Hồ Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Đây, ngoài mẫu này ra thì bên shop em còn rất là nhiều mẫu khác nhau. Anh chị cứ qua shop thì nhân viên em tư vấn nha. Đây, mẫu đàn này bên em có giá là 1 triệu nha. Quá rẻ phải không ạ? Đừng thấy rẻ gì mà cửa âm thanh nó không hay nha. Đây, xíu nữa em sẽ test cho mọi người âm thanh của nó nha. Đây, cận cảnh nha, màu rất là đẹp ạ. Mình muốn trải nghiệm tốt hơn thì mình có thể qua tận shop nha anh chị. Đây, shop em. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử cái âm thanh này cho anh chị xem nha. Yeah, let's go. Anh đưa em về quê, đưa em ra đồng. Câu đàn cỏ chấm bay, chiếc non lá có quai hồng. Ngâm thân mình giữa sông, bắt con cá bỏ vô lòng. Xa thành thị phố đông, tay không tay có tập tầm bóng. Em có lấy anh làm chồng, yeah, yeah. Anh không đi lên từ dưới đây, anh vươn lên từ hạt gạo. Anh muốn cho thế giới thấy, đây là thanh âm da vàng. Làm cách tự do, ngồi đàn hát cho qua ngày. Và tiếng sao đồng quê tựa như giấc mơ thiên đàng.